Em đi đâu cả đêm không về vậy? Em biết là anh lo lắng lắm không? Em uống say quá nên ngủ lại nhà đứa bạn. Vậy anh nhất cũng phải gọi báo cho anh một tiếng chứ. Em biết là anh gọi cho em bao nhiêu cuộc mà em không bắt máy không? Điện thoại của em tắt chuông nên em không có biết là anh gọi. Mà có cái gì đâu mà anh trần trần lên vậy? Em lớn rồi đâu phải con nít đâu. Em cũng phải có tự do riêng của em chứ. Em nói gì mà em nghe được hả? Mình sống với nhau giống như vợ chồng, đi đâu cũng không nói với nhau một tiếng. Vợ chồng hồi nào? Đã cưới nhau đâu mà vợ chồng. Là em không muốn cưới. Em bắt anh chờ, em bắt anh đợi. Trước cuộc em có thương anh không vậy? Có. Nếu không thương anh thì em dọn về đây sống cùng anh để làm cái gì? Vậy em muốn gì? Em muốn gì em nói đi. Em muốn nổi tiếng. Em muốn thành công. Có một cuộc sống giàu sang, có sự nghiệp trong tay. Em không muốn là một người đàn bà thất bại, suốt ngày ăn bám người chồng, anh có hiểu không hả? Anh có biết là ngày hôm qua em đã đau lòng như thế nào không? Em bị loại ngay từ vòng gửi xe, thậm chí cơ hội casting mà em còn không có hết nữa. Rốt cuộc em thua kém tụi nó chỗ nào? Em có điểm gì không bằng mấy đứa đó chứ? Mà sao người ta lại có cơ hội, còn em thì không? Anh đâu có hiểu đâu. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Là anh không hiểu em. Anh không biết em gặp chuyện buồn, nhưng mà anh lo cho em được mà. Anh đâu có để em thiếu thốn gì đâu. Em nói nãy giờ mà anh không hiểu hả? Em đâu phải là thú nuôi, mà chỉ cần anh cho em ăn uống đầy đủ là em có thể vui vẻ sống được rồi. Em muốn nổi tiếng. Em muốn có thiệt nhiều cơ hội để xuất hiện trên tivi. Em muốn tất cả mọi người biết đến tên tuổi của em. Anh không hiểu những gì em nói hả? Anh có hiểu không? Hả? Ờ, được rồi. Anh hiểu. Anh hiểu. Anh hứa với em, anh sẽ tạo mọi điều kiện để em thực hiện được ước mơ. Anh hứa đó. Hả? Tạo mọi điều kiện hả? Cảm ơn anh nha. Hai năm qua anh đã tạo cho em rất nhiều điều kiện, rất nhiều cơ hội đó. Những số thời trang nhỏ, MC mấy cái tiệc nhỏ lẻ gì đó, ngoài mấy cái đó ra thì anh làm được gì cho em hả Diệt Lâm? Thứ em cần đâu phải là mấy cái đó đâu. Nghe nói nè, sắp tới đạo diễn Vũ Phương sẽ làm phim điện ảnh mới mà anh sát vui. Anh có nói với anh về em rồi. Anh hứa là sẽ cho em cơ hội. Anh nói thiệt hả? Thiệt. Em có cơ hội thiệt á hả? Anh hứa với anh như vậy mà. Khi nào mà kịch bản xong á, anh sẽ mời em lên thử vai. Em cảm ơn anh nha. Em hứa với anh là đóng xong phim này, nhất định hai đứa mình sẽ làm đám cưới với nhau. Em hứa với anh thiệt đó. Là em nói đó nha. Ừ, em hứa. Xin lỗi em nha, anh vô tâm quá, không biết là em gặp chuyện gì. Để bù lại, tối nay dắt em đi ăn nha. Dắt em đi mua sắm nữa, chịu không? Mua sắm nữa hả? Ờ. Sao hôm nay anh rộng rãi với em quá vậy? Bộ bình thường anh đây keo kiệt với em lắm hả? Hôm nay được lãnh lương. Dạ. Anh đi làm nha. Dạ. Cảm ơn anh. Em sẽ đợi anh về. Ừ, anh đi làm đi. Dạ. Mình thật là may mắn khi được gặp anh Diệt Lâm. Nhưng giá như điều kiện của ảnh tốt hơn một chút xíu nữa thì hay biết mấy. Thôi kệ, chỉ cần ảnh giúp mình nổi tiếng là được rồi. Đánh cắp số phận, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.